Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững. Thưa quý vị và bà con, trong bối cảnh chi phí đầu tư cho vụ nuôi thủy sản đều tăng cao, đầu ra thủy sản thương phẩm vẫn còn phụ thuộc phần lớn vào thị trường, thì để có được một vụ nuôi hiệu quả đối với người dân hoàn toàn không dễ dàng. Để duy trì sản xuất vào lúc này, ngoài việc phải đầu tư về hạ tầng nuôi trồng, hướng tới cung ứng sản phẩm sạch an toàn, thì khâu kiểm soát con giống ngay từ đầu vào sẽ giúp bà con hạn chế dịch bệnh, rủi ro trong quá trình nuôi, giảm chi phí và tăng cơ hội thắng lợi. Thực tế, câu chuyện kiểm soát nguồn giống thủy sản tại các tỉnh Nam Trung Bộ hiện nay như thế nào, đã đáp ứng nhu cầu phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững hay chưa? Chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững hôm nay sẽ dành thời lượng phản ánh về nội dung này. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Trên gần 1 hecta nuôi tôm lót bạt theo cách thức công nghệ cao, anh Tuấn, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thả 40 vạn tôm giống. Để đảm bảo vụ nuôi đạt kết quả mong muốn, ngoài các hồ xử lý nước bước đầu, vụ nuôi này anh Tuấn đầu tư thêm bể lắng nhằm ổn định nguồn nước trước khi đưa vào hồ tôm. Đồng thời, toàn bộ hệ thống cung cấp oxy cho hồ tôm cũng được anh làm mới. Với sự hỗ trợ của công nghệ, việc kiểm soát nguồn nước đầu vào cho vụ nuôi đã được người nuôi chủ động. Vấn đề mấu chốt lúc này nằm ở khâu con giống. Con giống là quan trọng, giống như là lúc đầu là chủ giống là không có, giống như không có dùng kháng sinh, là vừa người nuôi là rất là phỉ, mà tự tin nuôi nó sẽ đạt. Cho còn nếu mà lúc đầu mà trại giống mà có dùng kháng sinh đâu là vừa đây mình đánh thuốc tôm vô là nó bị giống như quá nặng liêu rồi là nó khó nuôi đạt lắm. Cái giống là nó quan trọng nhất. Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước có trên 1.600 hectare tôm nuôi tại 6 tỉnh bị thiệt hại. Trong đó, 688 hectare bị thiệt hại do dịch bệnh, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh đốm trắng. Đây là loại dịch bệnh mới có tốc độ lây lan nhanh, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi tôm. Áp lực dịch bệnh, giá thành sản xuất và tác động từ yếu tố thời tiết đã kéo theo tiến độ thả giống năm nay ở các vùng nuôi tôm đều chậm hơn so với cùng kỳ. Dịch bệnh này mà không có xử lý nước mà trước khi thả tôm xuống thì nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra dịch bệnh. Mà đã xảy ra dịch bệnh thì nói chung là ảnh hưởng kinh tế của hộ gia đình rất cao. Tôm là loại thủy sản nhạy cảm với sự biến đổi nhiệt độ. Do đó, việc xử lý thuốc trong quá trình nuôi để phòng ngừa, điều trị bệnh cho tôm là điều mà người nuôi phải tính đến. Tuy nhiên, với cách thức sử dụng nhiều nguồn giống khác nhau trong cùng vụ nuôi, cộng với việc thiếu trách nhiệm trong hoàn thiện các thủ tục truy xuất nguồn gốc tôm giống của chính người nuôi, đã khiến việc kiểm soát chất lượng giống gặp khó khăn. Thực tế đã có trường hợp tôm mắc bệnh, càng dùng thuốc xử lý, chi phí nuôi tăng lên, nhưng tôm thương phẩm vẫn thiệt hại. Tại nhà nước là thường xuyên kiểm tra mấy cái cơ sở sản xuất giống á, để cho mình đưa tới kiểm tra đầu thử nhà máy đó, nó có chỗ giống đó, nó có dùng kháng sinh hay không, dân yên tâm hơn. Chứ còn mà đỡ mà dân mà tự đi test là nói chung nó khó lắm, do bị cái chi phí nó cao á. Tại giờ ở mình nuôi đây là dân ở đây không đòi hỏi, theo quy định là có hết chứ, rồi xuất xứ bố mẹ rồi nâu nuôi từ ngày mấy tháng mấy rồi ra xuất ra đâu, cái farm nuôi đó bắt buộc phải giữ lại cái tờ giấy mà nhập con giống đó. Rồi khi chị nuôi đạt không đạt là lý do sao không thành công vậy á, là nó sẽ truy ra nguồn giống đó. Phải tìm là con giống tốt, rồi cái nguồn nước á, là anh xử lý á, là bước ban đầu là nguồn nước anh phải có hệ thống giác. Rồi á, là bắt đầu á, là anh mới đưa vô anh ương tôm, rồi anh sang tôm bao nhiêu ngày, coi cái mật độ gì của nó anh sang tôm. Để vì sao con tôm nó giãn ra, nó khỏi có sinh ra bệnh. Rồi cái anh phải có lưới lan, cái lưới mà che bớt anh ấy. Không chỉ với tôm nước lợ, mà hiện nay vấn đề kiểm soát nguồn giống cũng đang là vấn đề đặt ra đối với hoạt động nuôi tôm hùm thương phẩm. Vùng biển Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, một trong những vùng nuôi trồng thủy sản lớn tại khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Khi hiện nay, con số lồng nuôi thủy sản lên tới 36.000. Trong đó, phần lớn là lồng nuôi tôm hùm. Xác định đầu tư lâu dài, từ 2 năm nay, ông Hòa chuyển sang nuôi tôm hùm trong lồng nhựa HDPE. Giá con giống tôm hùm hiện dao động từ 70.000 đến 200.000 đồng một con. Mức giá con giống rất cao, nhưng toàn bộ giống tôm hùm hiện nay đều rất bấp bênh về chất lượng.
Nói về con tôm thì cái chất lượng giống thì giống hiện bây giờ là toàn bộ là giống tỷ lệ của nước ngoài đem về là 80%. Tôm giống của Việt Nam, giống thiên nhiên thì khoảng 20%. Thì cái khó thì ở đây á, thì cái con giống á, nhập về á, thì tôi không biết nhập từ đâu, cái nguồn gốc nó như thế nào, đem về nuôi thôi. Còn cũng chưa có một cái đơn vị pháp lý nào, cũng chưa có nhà nước nào đứng ra tổ chức được kiểm định được con giống tốt hay sao. Về tôm hùm thì con giống ở nước ngoài là chính, nhưng mà con giống ở đây là thiên nhiên, chứ không có một cái đơn vị nào mà sản xuất ra được. Thành ra là nó thị trường nó cũng là trôi nổi, nó cũng không có một cái đơn vị nào đứng ra quản lý vấn đề đó. Để từng bước hướng tới xuất khẩu tôm hùm chính ngạch, phải truy xuất được nguồn gốc rõ ràng từ con giống đến vị trí nuôi. Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép địa phương thí điểm thực hiện công tác xét nghiệm mẫu tôm hùm giống nhập khẩu, đăng ký cách ly tập trung trên địa bàn. Việc cách ly kiểm dịch tôm hùm giống tập trung nhằm đảm bảo chất lượng tôm giống cho người nuôi, cũng như kiểm soát dịch bệnh để hướng đến phát triển nghề nuôi tôm hùm bền vững. Riêng năm 2022, trại cách ly kiểm dịch giống thủy sản Cam Ranh đã tiếp nhận và cách ly kiểm dịch tập trung không thu phí cho 11 lô với 582.000 con tôm hùm giống phục vụ nuôi trồng. Con giống trong nuôi thương phẩm tôm hùm thì hiện nay chúng ta có hai nguồn, một nguồn là khai thác từ tự nhiên ở trong nước và cái thứ hai là cái nguồn nhập khẩu. Đối với nguồn nhập khẩu thì nếu như mà các doanh nghiệp họ tuân thủ đúng cái quy định thì cũng có thể truy xuất được nguồn gốc dễ dàng. Tức là sẽ nhập về rồi khai báo rồi kiểm dịch và khi xuất bán cho người dân thì có hồ sơ giấy tờ rõ ràng thì đó truy xuất được. Tuy nhiên đối với cái con giống mà khai thác trong nước thì hiện nay cái vấn đề quản lý cũng đang còn bỡ ngỡ. Mặc dù có quy định về cái kích thước rồi vùng khai thác tôm hùm giống, tuy nhiên là các cái văn bản hướng dẫn nó còn chưa rõ ràng cho nên là các địa phương vẫn còn lúng túng. Đến cuối năm 2022, cả nước có trên 2.000 cơ sở sản xuất tôm giống với sản lượng đạt 160 tỷ con. Với sản lượng này đã đáp ứng tương đối đủ nhu cầu nuôi trồng của năm 2023. Trong đó, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ vẫn là khu vực sản xuất tôm giống trọng điểm. Hàng năm, các cơ sở tại khu vực này cung cấp khoảng 56% số lượng tôm giống nước lợ cho nhu cầu thả nuôi của cả nước. Một vấn đề rất lớn của chúng ta hiện nay đó là vấn đề về giống. Thì một số đối tượng chúng ta đã sinh sản thành công, đã sản xuất giống và vẫn đang nghiên cứu để tiếp tục các đối tượng khác. Nhưng hiện nay cái tình trạng suy thoái chất lượng giống là đối với rất nhiều đối tượng nuôi. Thì nếu chúng ta muốn tăng năng suất thì chúng ta phải cải tạo lại cái nguồn giống. Mặc dù các vùng nuôi tôm đã đầu tư về công nghệ nuôi, nhưng hiện nay tỷ lệ nuôi tôm thành công ở các địa phương trên cả nước mới chỉ đạt dưới 40%. Trong khi tỷ lệ nuôi thành công tại nhiều nước ở mức từ 60 đến 90% trở lên. Ngoài ra, mỗi năm, ngành tôm mất đến 10.000 tỷ đồng để kiểm soát kháng sinh từ vùng nuôi đến nhà máy chế biến. Và cùng với đó là chi phí kiểm soát kháng sinh ở các nước nhập khẩu mà doanh nghiệp phải chịu và bị trừ vào giá bán. Do đó, để đưa tỷ lệ nuôi tôm thành công lên trên 80% vào năm 2035 và đạt mục tiêu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản từ 12,5 tỷ đô la Mỹ đến 14 tỷ đô la Mỹ, thì việc đầu tư mới, nâng cấp các cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản từ nguồn vốn công, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, tư nhân đầu tư hạ tầng, nâng cấp các trại sản xuất giống thủy sản, kho lạnh lưu giữ, trung chuyển sản phẩm thủy sản là điều kiện căn bản giúp công tác phát triển giống thủy sản thực sự bền vững. Quý vị và bà con vừa xem xong chuyên mục Phát triển thủy sản bền vững. Xin kính chào và hẹn gặp lại!